Trong cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này, màn ảnh Hoa ngữ sẽ chào đón nhiều dự án mới chuẩn bị lên sóng. Tiêu biểu phải kể đến Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư và Vĩnh Dạ Tinh Hà của Ngô Thư Hân. Với việc hai bộ phim lên sóng cùng thời gian với nhau, khán giả sẽ một lần nữa chứng kiến sự đối đầu của hai nàng tiểu hoa này trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu nội dung chính của hai bộ phim cũng như dự đoán thành tích của hai bộ phim này sau khi lên sóng nhé. Sơ lược nội dung Vĩnh Dạ Tinh Hà. Dự án chuyển thể Vĩnh Dạ Tinh Hà có khai thác yếu tố xuyên sách đầy thú vị với nhiều tình tiết cứu rỗi và chữa lành lẫn nhau giữa các nhân vật. Lăng Diệu Diệu, do Ngô Thư Hân thủ vai, vốn là cô gái nhỏ ở thế giới hiện đại. Một lần vô tình, cô bị xuyên vào trong quyển sách Chóc Yêu nổi tiếng. Chớ trêu thay, Lăng Diệu Diệu lại không đầu thai thành nữ chính mà chỉ có thể ngậm ngùi làm phản diện thứ ba. Nam chính Mộ Thanh, do Đinh Vũ Hề thủ vai, luôn tự xem bản thân hắn là quái vật, không được người đời dung thứ, cũng không dám để lộ mặt thật của mình. Nhưng vào một lần bất ngờ, Mộ Thanh gặp được Lăng Diệu Diệu, cô gái hồn nhiên hoạt bát, không hoảng sợ trước hắn và sẵn sàng trở thành bạn bè với hắn. Nhiệm vụ của Lăng Diệu Diệu là phải ngăn cản mối nhân duyên của nam chính và chị gái, đồng thời phải bảo vệ nam chính khỏi sự mưu hại của nữ phản diện chính. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, cô phải khiến nam chính yêu mình mới có thể quay về thời không của mình. Tuy nhiên, nhiệm vụ này lại gần như bất khả thi với cô, khi tình cảm của Mộ Thanh đối với tỷ tỷ của mình một lòng sắt son, mà ác cảm của nam chính với Lăng Diệu Diệu cũng không phải dạng vừa. Tuy nhiên, nhờ vào sự lanh lẹ và tài trí của mình, Lăng Diệu Diệu dần dần cảm hóa được trái tim lạnh giá cả Mộ Thanh. Sơ lược nội dung Rèm Ngọc Châu Sa. Phim Rèm Ngọc Châu Sa chuyển thể từ tiểu thuyết Côn Sơn Ngọc Chi Tiền Truyện của tác giả Đàm Thiên Âm. Phim lấy bối cảnh đầu thời Đường, kể về cuộc đời của thiếu nữ Đoan Ngọ Tô Mộ Già, do Triệu Lộ Tư thủ vai. Cô nàng vốn nô lệ mò ngọc trai ở hợp phố, vì không chịu nổi lăng nhục mà chạy khỏi trại khai thác ngọc. Trong lúc nguy cấp, thi nhân Trương Tấn Nhiên đã ra tay giúp cô thoát hiểm. Để tìm hiểu thân thế của mình, Đoan Ngọ gia nhập thương đội của Yến Tử Kinh, do Lưu Vũ Ninh thủ vai. Nhờ vào đầu óc nhạy bén mà cô giao dịch thành công một vụ buôn bán châu báu lớn, cũng có được người bạn thân là Việt Vân Tụ. Đoan Ngọ vốn chỉ am hiểu về ngọc trai, nhờ Yến Tử Kinh chỉ dẫn mà mở mang tri thức về thế giới của châu báu. Song cô lại bị cuốn vào ván cờ sinh tử do Yến Tử Kinh bày ra mà suýt phải bỏ mạng. Sau này, Đoan Ngọ đi đến Dương Châu lập nghiệp, nhờ hộ giáp đồi mồi mà thành danh, cùng Việt Vân Tụ làm ra bàn gương trang điểm, chế tạo lưu ly, ngọc bích. Đưa châu báu nhiều màu sắc rực rỡ vào Dương Châu vốn thịnh hành châu báu màu trắng, mở rộng thẩm mỹ của vùng bản địa, trở thành đoàn trưởng đứng đầu nghiệp đoàn. Nhưng vào ngày cô trở thành đoàn trưởng của nghiệp đoàn, lại bị bạn đồng minh lúc trước là Trịnh Chi Hoành đánh xuống đáy vực. Khi tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, Đoan Ngọ may mắn được cứu sống. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, cô đối đầu với Trịnh Chi Hoành, lần nữa vượt qua nghịch cảnh, giành được vị trí đoàn trưởng, đưa Dương Châu tiến lên đỉnh cao của nghệ thuật châu báu. Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đối đầu trực diện. Đường đua phim ảnh Hoa ngữ chưa bao giờ thiếu những cuộc cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là giữa các diễn viên trẻ. Những năm gần đây, Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân nổi lên như hai ngôi sao sáng giá, sở hữu lượng fan đông đảo và liên tục tạo ra những cơn sốt trên màn ảnh nhỏ. Cả hai đều được xem là những đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995. Là những cái tên nổi trội bậc nhất làng giải trí, truyền thông Hoa ngữ thường đặt Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân lên bàn cân so sánh về diễn xuất, ngoại hình, phong cách thời trang và cả lượng người hâm mộ. Điều thú vị là sự nghiệp của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân có nhiều điểm tương đồng đến bất ngờ. Cả hai diễn viên đều đi con đường ngôi sao thần tượng, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ những vai phụ nhỏ, dần dần khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn và nhanh chóng trở thành những gương mặt được săn đón. Mới đây, thông tin về việc hai bộ phim mới của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân dự kiến cùng lên sóng vào cuối năm nay đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Cụ thể, bộ phim cổ trang Rèm Ngọc Châu Sa do Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh đóng chính sẽ được phát trên Youku vào đầu tháng 11. Trong khi đó, Vĩnh Dạ Tinh Hà với sự tham gia của Ngô Thư Hân, Đinh Vũ Hề dự kiến công chiếu vào cuối tháng 10. Đây không phải lần đầu tiên hai nữ diễn viên có tác phẩm cùng thời điểm. Vào mùa hè năm 2022, bộ phim Thương Lan Quyết của Ngô Thư Hân và Tinh Hán Sán Lạn của Triệu Lộ Tư đã tạo nên cuộc đua phim cổ trang đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tờ Sina đánh giá, hai bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa và Vĩnh Dạ Tinh Hà dù chưa chính thức ra mắt đã nóng phỏng tay khi liên tục lập nhiều kỷ lục khủng. Nếu phim mới của Triệu Lộ Tư lập kỷ lục với 2 triệu lượt đặt xem trước, là phim có nhiều lượt xem nhất trên nền tảng Youku, thì Vĩnh Dạ Tinh Hà của Ngô Thư Hân khiến khán giả đứng ngồi không yên với loạt thành tích khủng như teaser phim đạt 1,5 triệu lượt thích trên nền tảng Douyin và 7 triệu lượt xem trên Weibo. Sự cạnh tranh này không chỉ giúp làm sôi động thị trường phim ảnh mà còn giúp cả hai nâng cao độ nhận diện đối với khán giả. Vì lẽ đó,
việc hai bộ phim mới của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân lại một lần nữa đụng độ nhau khiến khán giả thêm háo hức. Nhiều người dự đoán rằng cuộc chiến lần này sẽ còn khốc liệt hơn trước, bởi cả hai đều là những dự án được đầu tư kỹ lưỡng và nhận được sự kỳ vọng lớn từ công chúng. Dự đoán thành tích của hai bộ phim. Rèm Ngọc Châu Sa, dự đoán view trung bình, hơn 40 triệu trên tập. Theo một số blogger đánh giá thì sức hấp dẫn của Rèm Ngọc Châu Sa đến từ kịch bản, với câu chuyện ly kỳ kể về quá trình khởi nghiệp của nữ chính Tô Mộ Già. Trong những năm qua, kịch bản nữ doanh nhân thời cổ đại không nhiều, nên có lẽ Rèm Ngọc Châu Sa sẽ thu hút được sự chú ý từ phía khán giả. Thêm vào đó, Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đã từng hợp tác nên họ có sự ăn ý, đặc biệt là ở khoản chemistry nên khả năng thành công của Rèm Ngọc Châu Sa cũng tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, Triệu Lộ Tư luôn có một lượng khán giả ủng hộ ở mức ổn, đến Thần Ẩn Ít được chú ý đến cũng có lượt view trung bình hơn 37,5 triệu mỗi tập. Vì thế một dự án được đầu tư mạnh trên nhiều phương diện như Rèm Ngọc Châu Sa chắc chắn sẽ có lượt view khả quan hơn. Vĩnh Dạ Tinh Hà, dự đoán view trung bình khoảng 35 đến 40 triệu trên tập. Những khán giả thích phim nhẹ nhàng hài hước và có công dụng giải tỏa căng thẳng thì có lẽ sẽ chú ý nhiều hơn đến Vĩnh Dạ Tinh Hà. Kịch bản của Vĩnh Dạ Tinh Hà cũng khá mới mẻ khi nữ chính Lăng Diệu Diệu phải thực hiện nhiệm vụ do hệ thống yêu cầu, đó là đánh bại Mộ Thanh. Vĩnh Dạ Tinh Hà được đánh giá là có kết cấu của một bộ phim ngắn nhưng đầu tư mạnh tay hơn, từ đó khơi gợi sự hứng thú của khán giả. Cũng giống như Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh, thì Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đã từng hợp tác trong khúc Biến Tấu Ánh Trăng, vậy nên độ ăn ý của cả hai thì cũng khỏi phải bàn thêm. Bạn đang mong chờ vào dự án nào hơn? Bạn sẽ ủng hộ cả Rèm Ngọc Châu Sa và Vĩnh Dạ Tinh Hà hay sẽ ủng hộ bộ phim nào trước? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn dưới phần bình luận của video này nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!